và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 99. Kính chúc quý vị có một ngày mới luôn tràn đầy niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Quý vị và các bạn thân mến, khi đang mắc bệnh tiểu đường thì có rất nhiều những loại thực phẩm mà người bệnh tiểu đường cần phải tránh xa. Điển hình đó là nội tạng động vật như là tim, gan, phổi hay là thận. Và trong video ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với kênh Sức Khỏe 99 đi tìm hiểu bệnh tiểu đường có nên ăn nội tạng hay không? Tiếp đó là những điều nên và không nên làm khi đang mắc bệnh tiểu đường. Để có thể nắm vững những kiến thức trong video ngày hôm nay, quý vị đừng quên lấy giấy bút, ghi chép cẩn thận những nội dung và kiến thức quan trọng. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì, vui lòng để lại bình luận bên dưới. Ban biên tập của chương trình sẽ giúp quý vị giải đáp mọi thắc mắc đó trong những video lần sau. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy đến với video của ngày hôm nay. Bệnh tiểu đường có được ăn nội tạng hay không? Các loại nội tạng có nhược điểm là chứa nhiều chất béo, đặc biệt là hàm lượng cholesterol rất cao, nhất là trong óc, gan, lòng và bầu dục. Tiến sĩ Đào Tố Quyên, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, nội tạng là các bộ phận bên trong của động vật như gan, thận, tim, dạ dày, có hàm lượng calo tương tự như thịt nạc, từ 100 đến 150 calo chứa trong 100 gram. Hàm lượng protein khoảng 16 đến 22% trọng lượng, trừ não và tủy. Hàm lượng chất béo trung bình từ 5 đến 7%, chủ yếu là chất béo bão hòa và lượng cholesterol rất cao. Muối vô cơ hay vitamin đều rất phong phú. Các vitamin tan trong chất béo chỉ có trong gan, thận. Mỗi điểm chung ở gan, thận, tim, não có nhiều cholesterol và phosphatid. Theo bác sĩ Quyên, nhìn chung, nội tạng động vật gồm thận, dạ dày, ruột, tim, lưỡi và gan có chứa chất béo bão hòa và cholesterol cao hơn so với thịt. Nếu tiêu thụ nhiều thì sẽ làm tăng mỡ máu, có hại cho tim mạch, đặc biệt là đối với người cao tuổi, người béo phì và người mắc bệnh rối loạn chuyển hóa, tiểu đường, huyết áp cao, gút. Ngoài ra, các bộ phận nội tạng của động vật có nhiều nguy cơ không an toàn với người sử dụng bởi vì nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại dễ bị nhiễm bẩn, làm môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng phát triển trong quá trình giết mổ, vận chuyển, lưu thông và chế biến, không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Bên cạnh đó, một số ruột động vật có lượng rất lớn vi khuẩn E. coli và các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lị, thương hàn cho người ăn phải lòng, nội tạng nấu không chín kỹ hoặc ô nhiễm kéo theo các thức ăn nước uống khác trong quá trình chế biến. Nội tạng có thể là nguồn lây các bệnh nhiễm khuẩn khác như lao, than, lợn đóng dấu, các bệnh ký sinh như sán dây, sán chó và run xoắn cho người. Người mắc các bệnh này thông thường để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe và nặng hơn là có thể tử vong. Chuyên gia khuyến cáo, vì các loại phủ tạng đều chứa nhiều cholesterol nên không phù hợp với những người cao tuổi. Người mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa, tăng cholesterol trong máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh gút, bệnh thận, người thừa cân, béo phì. Người cao tuổi cũng nên ăn hạn chế nội tạng động vật. Còn người mắc các bệnh kể trên thì không nên ăn các loại phủ tạng này. 2. Những điều nên và không nên làm khi mắc bệnh tiểu đường. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, tất cả các hoạt động hàng ngày, từ việc ăn gì đến việc ngủ bao lâu đều ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng bệnh. Người bệnh tiểu đường nếu tuân thủ theo những điều nên và không nên sau đây thì sẽ giúp bạn hạn chế đáng kể được bệnh tiểu đường tiến triển nặng hơn. Nên tập thể dục. Tập thể dục giúp bạn duy trì cân nặng phù hợp và làm giảm các nguy cơ biến chứng của bệnh tiểu đường, đồng thời giữ các chỉ số trong tầm kiểm soát. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh CDC tại Mỹ đã khuyến nghị mọi người nên dành 30 phút mỗi ngày để rèn luyện thể dục như đi bộ để tăng cường sức khỏe. Hãy lựa chọn hoạt động bạn yêu thích để có thể dễ dàng biến hoạt động đó thành thói quen hàng ngày. Việc luyện tập với bạn bè cũng là một cơ hội để gặp gỡ lẫn nhau và có nhiều niềm vui hơn. Nếu thích tập một mình thì bạn có thể đeo tai nghe để nghe nhạc trong lúc tập. Nên bỏ thuốc lá. Bỏ thuốc lá là điều rất tốt mà bạn có thể làm để cải thiện sức khỏe của mình. Những người mắc bệnh tiểu đường
có nguy cơ cao đối với các vấn đề về tim và chứng đột quỵ. Trong khi đó, hút thuốc sẽ làm tăng các nguy cơ này. Vì vậy, hãy lên kế hoạch bỏ thuốc từ ngay hôm nay. Nên tiêm phòng cúm. Những người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ tử vong hoặc nhập viện khi bị cảm cúm cao gấp 3 lần so với những người không mắc bệnh. Các triệu chứng và biến chứng của bệnh tiểu đường sẽ khiến bạn dễ cúm và bị ảnh hưởng bởi tác nhân cúm hơn so với những người khác. Ví dụ, chỉ số đường trong máu cao sẽ làm giảm khả năng chống nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch. Bên cạnh đó, việc tổn thương dây thần kinh, một biến chứng của tiểu đường, và làm tăng nguy cơ tổn thương tại bàn chân. Từ đó, khiến vi khuẩn và virus dễ dàng xâm nhập hơn vào cơ thể. Vì vậy, tiêm phòng cúm khi mùa cúm bắt đầu là cách tốt nhất để giúp bạn phòng tránh bệnh cúm. Nên uống thuốc thường xuyên và kiểm tra lượng đường trong máu. Khoảng 50% người mắc bệnh tiểu đường tại Mỹ không uống thuốc điều độ. Có nhiều lý do cho việc này, như người bệnh không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc hiểu lầm về tác dụng phụ của thuốc, không theo dõi tình trạng bệnh hoặc không đủ nguồn lực tài chính để sử dụng thuốc đều đặn. Tuy nhiên, việc biết tác dụng của mỗi loại thuốc là gì và cách uống như thế nào là rất quan trọng. Để kiểm soát bệnh, bạn cũng cần thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu và xác định các yếu tố như tập thể dục, tâm trạng căng thẳng và việc ăn một số loại thức ăn nhất định sẽ ảnh hưởng đến chỉ số này ra sao. Nếu như không rõ về tác dụng, cơ chế của các loại thuốc đang uống, bạn nên trao đổi với bác sĩ để có hướng dẫn cụ thể. Bạn nên ngủ nhiều hơn. Thói quen ngủ và lượng đường trong máu có liên quan với nhau. Nếu bạn không ngủ đủ giấc, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhanh đói hơn và từ đó ăn nhiều hơn. Những người ngủ ít thường ăn các đồ ăn nhanh hoặc các món không có lợi cho sức khỏe nằm ngoài thực đơn của những người bệnh tiểu đường. Do đó, hãy cố gắng ngủ tối thiểu 7 tiếng mỗi đêm. Không nên uống đồ uống có đường. Các loại nước giải khát, nước tăng lực thường có nhiều đường và có thể làm cho lượng đường trong máu của bạn tăng đột ngột. Mỗi lon nước uống hàng ngày có thể chứa đến 40 gram đường. Ngoài ra, những người tiêu thụ nhiều đồ uống có đường thì có khả năng bị thừa cân và dẫn đến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn. Các loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng cũng là một lựa chọn tốt để hạn chế tăng lượng đường trong máu nhưng lại có thể dẫn đến các vấn đề về cân nặng. Nước lọc là phương án giúp bạn bù nước và giải khát hiệu quả nhất. Không nên ăn quá nhiều đồ chiên nướng. Đồ chiên nướng là món ăn yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, việc ăn đồ chiên nướng quá nhiều sẽ ảnh hưởng rất xấu đến bệnh tiểu đường của bạn. Chỉ cần một lượng nhỏ đồ chiên nướng cũng có thể chứa một lượng lớn carbon hydrate. Vì vậy, nếu bạn định ăn đồ chiên nướng thì hãy ăn một lượng nhỏ và giới hạn bản thân chỉ ăn trong lượng đó. Không nên ăn nhiều tinh bột. Nếu bạn ăn rất nhiều cơm và ăn ít đồ chứa protein trong bữa chính, bạn nên thay đổi khẩu phần ăn để cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường. Các bữa ăn chứa nhiều carbon hydrate sẽ khiến bạn nhanh chóng và muốn tiếp tục ăn. Đồng thời, carbon hydrate cũng là thủ phạm làm tăng lượng đường trong máu. Bạn nên ăn nhiều rau, hoa quả và các thực phẩm có lợi cho sức khỏe khác để kiểm soát bệnh tiểu đường. Nếu cần thì bạn có thể tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng để thiết lập khẩu phần ăn phù hợp. Không nên bỏ bữa. Bỏ bữa ăn có thể dẫn đến tình trạng hạ đường huyết nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Trong khi những người bệnh tiểu đường cần ăn ít nhất 3 bữa một ngày, rất nhiều người bệnh nhận thấy rằng việc ăn ít hơn nhưng nhiều lần hơn trong ngày không chỉ giúp họ kiểm soát đường trong máu mà còn giúp họ quản lý thói quen ăn uống tốt hơn. Không nên lo lắng, một số người thay đổi cuộc sống của mình hoàn toàn sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Một số người khác thì chỉ cần thực hiện một số điều chỉnh quan trọng nhất. Bệnh tiểu đường không hẳn giới hạn cuộc sống của bạn, nhưng bạn cần phải nâng cao hiểu biết về kiến thức của căn bệnh này. Các dụng cụ kiểm tra, kim tiêm, insulin nên được cất riêng và có thể mang theo khi bạn đi du lịch. Nhiều người nhanh chóng nắm được cách tự tiêm insulin cho mình. Khi kiểm soát được bệnh tiểu đường, bạn vẫn hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và tận hưởng cuộc sống như những người bình thường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu câu hỏi
Bệnh tiểu đường có nên ăn nội tạng hay không? Và những điều nên và không nên làm khi đang mắc bệnh tiểu đường. Hy vọng rằng video của chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị có thêm những kiến thức và những kinh nghiệm để có thể điều trị tốt được căn bệnh tiểu đường tại nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video. Nếu thấy những thông tin này hay và hữu ích thì quý vị hãy chia sẻ rộng rãi để những người bệnh tiểu đường sẽ cùng biết đến nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!